Thank you.
Thank you.
Thấy ngựa đại chốt bắt chốt sang cắn mọi người nhá, không thấy đường tính mệt nó tính nổi, nhưng mà chỗ nào không để làm sao có nước tí xe tí xe người ta chạy xe đi chạy đâu chạy biên lấy mình đâu có nước bí đâu mà vậy đây qua lại vòng lại đi.
chạy xe tự giờ ở đây nó hâm hâm quá, hâm một nước dưới này nữa đây nè, xe nằm ở đây là mình dùng xe không biết đi xe rồi chạy đâu, có tính không không nổi luôn, tính mệt quá tính nổi dưới chiếu của mình qua thí xe, tính chiếu qua thí xe là xe phải chạy ra biên thắng rồi. Hay gần hay chạy chạy gần rồi. Đã vậy ở ngoài trên rồi. Thấy mình phát mình không muốn nghĩ ra được nước gì. Chiến làm mấy chuột đi. Chạy ra đổ xe đi rồi ta. Đi ra nữa. Đây sao lại đây nè. Đó, đây làm bí mà chắc gì làm bí rồi làm bí. Đó là gì? Sao cái lấy người đã bye bye mọi người nhé, hẹn mai 9 giờ, à mai 8 giờ sáng đánh ván 10 nhé. Mình nghĩ có cái nước gì lạ lạ. Đợi chút xem bốc thăm như Thăng Long thì đã, mai 8 giờ sáng đánh ván 10. Bye bye nhé. Trận này anh sáng thua. À, xuống tướng, chí vậy nè. Vô. Người chùa dạy ghê thế chứ này, cứ dô ra đây. Bao yếu này nè, chiếu không phải cũng mãi, cái này chiếu, cái là chiếu hay phải chiếu. Nguyên Trần Đỗ Đinh Thắng. Ý là vậy hả? Ừ, cà nó còn thối vậy không ra nước mày thối vậy không biết không nghe quá mình không có hút thuốc á, mình đánh không khó đánh nữa, mình không bỏ thuốc à không phải ra ngoài hút à thì đây còn giờ thối rồi giờ nấu hút thuốc đâu.